quyết bán rẻ cho bà con luôn. Đó, máy quyết không nha. Honda 6.5HP và Honda 4HP, Sabagun 6HP và một con Metsu Messi GM181. Đó, hàng cứ giữ giữ luôn nha bà con. Bữa nay là được có 4 con, với con này 5 con thôi. Mà đặc biệt á là hàng quyết. Đó. Đó thì bữa nay mình lên cho bà con một con Cubini 15. Con này thì nó hơi chóc sơn chóc này kia ha. Đó, chóc áo chóc đồ. Thì à, con này là Cubini 15, con này là 3.5 dòng tua 4.000 lốc đẹp ha. Đó, một con Cusin model Japan ha. Đồ đạc nói với bà con đi những bãi này thì máy nói những bãi là mình bãi cho bà con. Thứ nhất là bao đồ zin 100%. Thứ hai là bao máy móc chưa gã gáp chưa bung. Đó, hàng đã dọn nổ sẵn, bà con mua về chỉ sử dụng không tốn một chi phí sửa chữa nào nữa. Đặc biệt khi mình bán máy cho bà con mình tặng kèm cho bà con một chai nhớt, một tiếp mở bugi và hai cái đầu răng, hai đầu răng cũ. Đó, khi mình gửi máy cho bà con thì mình sẽ đổ nhớt trong máy này ra hết. Đó, nên đó, bà con về đổ nhớt dùm cho máy nổ cho bãi tình mình vô đây ha. Đó, rồi xong đổ đây xăng tắt máy. Đối với dòng máy này thì hình thức bên ngoài máy nổ cho bãi tình mình quay trực tiếp cho bà con coi. Đó, còn hình thức bên trong mình bao zin rồi. Còn đối với thùng xăng sắt này thì nhầm cái nó mới to luôn, nhầm cái thì nó cũng ra tem vàng vàng xét xét ha. Đó, đó là có. Còn thêm một cái nữa máy nổ cho bãi tình nói luôn, bao cho bà con là không xét lốp và không lủng bình xăng ha. Máy dòng nổ sẵn rồi ha. Đó, hình thức bên ngoài thì bà con chịu khó coi dùm máy nổ cho bãi tình mình. Đó, khi bà con nhận máy bà con che tức ngoài là máy nổ cho bãi tình mình không chịu nhiệm ha. Đó, phun bọng đồ luôn vậy, bơm nước bơm bọng đồ á, chung nước lên đến bọng bao bà con hết nên bà con yên tâm ha. Đó, con này là đồ xin 100% đang chạy bơm cu xin luôn, đường kính là 640 lô ha. Đúng xong rồi, đã sáu tuổi thì là bơm cu xin bình xăng là Mini model Japan ha. Đó, cô em mua lửa đồ đạc con này là nguyên xin hết, đặc biệt con này bữa nay máy nổ cho bãi tình mình sổ cho bà con luôn. Đó, test nổ cho bà con cái ha. Bao không ra khối luôn ha, thì bà con mua máy yên tâm, máy nổ cho bãi tình mình. Thứ nhất là bà con không cộng, không thà sản mất tiền. Khi bà con về kiểm tra máy không nổ thì bà con cứ hoàn lại cho máy nổ cho bãi tình mình, không tốn một chi phí sửa chữa nào nữa, không muốn chi phí tiền chi phí nào nữa ha. Thì bà con mình mua máy cứ yên tâm chứ không có cái gì mà ngại ngần hết trơn á. Đó, nên bà con cứ yên tâm mình mua máy, máy nổ cho bãi tình mình không cộng không gì. Đặc biệt đối với cái dòng máy này thì máy nổ như bãi, máy nổ như bãi bên máy nổ cho bãi tình mình thì máy nổ cho bãi tình mình bảo hành cho bà con là 6 tháng. Đó, thì bà con mua máy là cứ yên tâm thôi chứ không có còn ngại ngần mà sợ sệt nữa ha. Không cọc được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn thì còn gì nữa đâu. Thì bữa nay mình lên về được cái lô mới bên này, lô này là lô toàn bộ bên Nhật Bản luôn nha bà con. Nó mới về đặt 1 tháng nữa mới về được tới Việt Nam ha. Thì cái lô này là lô toàn bộ bên Nhật Bản luôn. Nó là bao xin hết trơn, chưa qua Việt Nam nên bà con yên tâm mà sử dụng thôi. Con này hiện tại mình đang bán cho bà con với giá rất là rẻ luôn. Đó, con này bán khuyến mãi ha, lô đầu tiên bán mãi thôi. Con này là con C1 nè. Nói chung ra là bà con coi được like thì bà con cứ vô đăng ký kênh ha, vô đăng ký kênh và vô đừng quên cho máy nổ cho bãi tình mình xin một like là cái tay lên ha, mình chấm cho nó một cái, đừng quên đăng ký kênh ha. Nó đăng ký kênh thì máy thì nói chung ra về càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lô mới thì bà con đăng ký kênh, con nào vừa ý vừa túi tiền của mình thì mình mua máy ha. Đó, bà con cứ yên tâm, máy mình đã bao hết trơn rồi, bà con đừng ngại ngần gì chân ha. Con này bữa nay mình lên lô mới ha, con này C1 thì con này bán khuyến mãi cho bà con với giá là 1.200.000. Đó, bản bao ship tặng nhà, dẫn tặng một tiếp mở bugi, dẫn tặng một chai nhớt và hai cái đầu răng ha. Đó, con này con C1 giá là 1.200.000. Đó, rồi đó, tiếp theo mình sẽ lên lô mới cho bà con mình ha. Đó, rồi đầu tiên con này đầu tiên là con này. Đó, đầu tiên là con Honda Nhật Bản ha. Đó, con này là Honda 6.5HP quay kép RS550 vậy nè. Đó, Naka con này là đồ đạc, đặc biệt con máy này thì nó như giống như là máy thùng ha, không có một cái chi tiết nào mà nó không là phải là máy thùng ha. Nó dòng máy Nhật Bản cũng sang này, cũng sang sắt, cũng sang sắt, nó đẹp quá đẹp rồi, còn một máy đẹp như máy thùng luôn, không cắt gì máy thùng ha. Nó đây trên lốc nó xuống xe ghi đàng hoàng nè, cái gì không biết nữa, tối bữa nay quay hơi tối mà con mình không có kỹ ha. Lốc trắng như mới ha, con này 6.5HP lốc trắng như mới ha, quá đẹp, nước sơn còn zin luôn. Bơm của nó là bơm con này là cặp bơm là để 50 nha, nhưng ở ngoài mình kêu bằng 60 không nghe bà con. Lưu lượng lít là 5.4 luôn ha. Bơm cũng đẹp, khung cũng đẹp, máy đẹp như mới, bao zin toàn tập. Quá mới của máy này giống như bao nhiêu máy thùng luôn nghe bà con. Chụp bò đang quyền luôn ha. Ổ hấp về. Bình xăng là Fuji ha. Đó, áo đẹp chụp chụp đẹp, đồ đạc đẹp hết, con này là giống như bao nhiêu máy thùng luôn bà con. Đó, máy Nhật Bản mà nó lâu về được, con nào đẹp tình trời như mới luôn ha. Tem mạc đầy đủ luôn ha. Con này là 6.5 mắt bề. Đó, quá mới, quá đẹp.
không có một miếng khối luôn trời, máy này chỉ quên xài luôn nha bà con. Đó, làm mẹ khác rồi test nổi cho bà con cái nha. Con này thì bỏ thôi, cục xăng nó trong bảo đảm với bà con đẹp như mới. Chỉ ba cái máy mới rồi, con này thiếu cái thùng thôi. Đó, thì con này là hút 60 xả 60, con này là không có sơn phết không gì nha bà con, zin luôn nha. Toàn tập luôn đấy ha. Máy này về đổ xăng cho mình chạy luôn. Đó, bây giờ mình lên con này C2 nè. Con này thì hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là máy Honda đẹp như mới, con này tính cho bà con cái giá là 3.8 này. Đó. Quá vip luôn, con này là chỉ thiếu cái thùng thôi nha bà con, chứ không thiếu gì nữa nha. Honda thiếu cái thùng thôi. À, cái lô này mình lấy từ thẳng bên này kia luôn nha bà con, nên máy rất là vip nha. Nó máy này là một cái vip rồi. Và tiếp theo lên Honda 4 nữa. Đó. Con này là Honda GX120 4.0 HP. Chụp giật áo đồ đạc làm zin hết ha. Nó thùng xăng cũng còn đẹp luôn ha. Nó hơi chốc chốc chạy chạy ở đây tí thôi. Thùng xăng là thùng xăng Cosin luôn. Lốc thì trắng như mới ha. Nó số xe ghi. Bơm là Cosin hơn, bơm Cosin lưu lượng lít là 600 lít phút luôn. Quá đẹp ha, còn tắc zin luôn nè. Đó. Hút 60 xả 60, hiện tại có hai đầu nó nhanh luôn. Bà con chốt con máy này để hai đầu nhanh cho bà con, không ấy thì tháo ra tặng cho bà con hai đầu ăn ngủ ha. Đó, quá đẹp. Cò OHV, cò trắng như mới luôn ha, bình xanh là Canon Modern Japan. Quá đẹp, con máy này bóng dọn luôn nha bà con, Honda. Cô đẹp quyền luôn. Cô em cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, quá mới, Honda 4 nữa. Số xe ghi này đủ quen, lóc trắng như mới luôn nè. Đó, dòng này là zin toàn tập, máy siêu tiết kiệm xăng, siêu bền. Dòng Honda thì xài cực kỳ vip ha. Cò trắng như mới luôn nha, quá vip rồi. Đấy, con nổ con này nha các. C3 ha. Con này hiện tại máy nổ chứ phải tính bán cho bà con giống như mỗi lần luôn, giá 2.800.000. Đó, Honda 4 nữa giá 2.800. Họ bán không có giá gì đâu nha bà con, 2.800 bình thường. Còn con Honda 655 á thì bán cho bà con giá là 3.800 ha. C3. Rồi. Bán gà bà con mình hỏi máy lớn, máy bự, máy mạnh thì đây. Bữa nay sẽ có máy bự, máy mạnh cho bà con mình đủ loại cho bà con hết. Không biết mấy anh thợ bữa nay có B, con này là EX17 Subaru Tokyo Made in Japan của Nhật, là máy sản xuất từ nước Nhật, máy Nhật sản xuất từ nước Nhật luôn ha. Nó con này thì đi bao nhiêu máy thùng luôn nha con, nó đen quyền đẹp như mới, không có một vết chạy vết chóc chỉ chân ha. Con này là 6HP ha, con này bà con về tháo ra chạy xuồng chạy xong kéo nén thuốc hay gì đó, nó là rất là ok luôn, kéo nói chung là kéo cái gì cũng được, nó 6HP là rất là ok. Nó số mã vạch tem toàn cầu, khung là khung Cosin Modern Japan, lóc trắng như mới luôn ha. Đặc biệt con này là máy lớn nha, nó máy lớn đây, nó Cosin hút 90 xả 90, lưu lượng lít của con này là 1200 lít phút nha bà con. Đó, 1200 lít phút, hút 90 xả 90 thì 1200. Bơm là khung là bô khung là khung Cosin, bơm Cosin. Đó, máy là máy Nhật Tokyo đi ra có Nhật luôn, thì nói chung ra quá quý vị, con này là dữ lắm quý nha bà con. Đó, còn OHC. Đó, bình xăng là Kenhin Modern Japan. Đó, con này là zin toàn tập luôn ha. Máy móc chưa gà gáp chứ bùng, khung còn dày dặn còn chắc chắn, máy dữ lắm con máy nha bà con. 6.5 HP. Đó, EX17. Quá đẹp. Tokyo bên trong cái dòng máy này dịch rất là nhẹ, rất là nhạy chạy, rất là căng tiền dần luôn. Cách nổ cho bà con thử coi cái lề hè này ha. Còn đây không? Con Habago này thì hiện tại cái mã số của nó là C
C4 nha bà con. Nó C4 con này hiện tại đang bán cho bà con cái giá là 4.300.000. Đó. Con này giá 4.3 ha. Đó, dòng Honda. Cái đầu máy không là hiện tại bây giờ nghe là mấy anh tải bán là 4.500.000 vậy. Mà nó đầu không á bà con bán 4.500.000 đó. Mình bán 10 bộ môn luôn bà con còn muốn cái giá 4.3. Thì bà con thấy giá rất rẻ ha. Tiếp theo là lên cho bà con một con lòng bảo chúa mà. Bên con này là con VIP. Đó, con này là tới tiền luôn nè. Nặng gì voi vậy đó bà con. Đó. Bởi vì dòng máy này nó nặng dữ thiệt. Đặc biệt con này nó có 3 cái chế độ luôn ha, chứ không phải là một chế độ, nó 3 chế độ luôn. Đó, nên mình giới thiệu kỹ cho bà con coi con này ha. Con này là Mitsubishi GM181 nha bà con. Đó, GM181. Con này là 6HP dòng tua 4000. Đó. Con này đặc biệt là giống như máy thùng. Nó không khác gì máy thùng nha bà con. Đặc biệt là con này về là không đụng đĩa gì tới luôn, chỉ đổ xăng vô vệ sinh mình xăng con một cái, tháo đến dưới vệ sinh thổi nhẹ cái một xong chạy luôn ha. Chụp poe zin, cùa thỏ zin, bình xăng zin, áo zin, chụp giật zin, tháo bình xăng coi cho bà con coi luôn. Để coi thử nó trắng đẹp cỡ nào. Đó. Bình xăng thì trắng đẹp cực kỳ luôn. Đó, đẹp. Bình xăng trắng đẹp luôn nha bà con. Đó, cực kỳ đẹp luôn ha. Báo xăng zin còn luôn. Ôi con này dữ lắm mày. Tem mạc đầy đủ luôn ha. Đó, Mitsubishi GM181 quá trời đẹp, bài áo giật nè, poe bô lửa. Khóa xăng zin luôn, nói chung con này zin hết. Đó, zin toàn tập 181 các bà con. Đó, lâu lâu mới về được một con quá đẹp luôn, lốc trắng như mới luôn ha. Lốc cực kỳ VIP ha. Quá đẹp cái lốc rồi. Đó, đặc biệt hồi nãy mình nói cho bà con là con máy này có 2-3 chế độ là gì. Đó, con này thứ nhất á là hút bơm khung tưới nước gãy được nè. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con này á là mình sử dụng á là hút bùn được luôn nè. Ha. Hút bùn được luôn nha. Đó, tưới bơm khung tưới nước hút bùn được luôn. Đặc biệt con này chữa cháy được luôn. Đó. Vừa hút 90 xả 90 ha. Đó, đầu nối rộng như này để nguyên cho bà con luôn ha. Đó, nguyên cho bà con luôn chứ không cần tháo ra. Bà con nếu không có sử dụng cái này á thì mình tháo ra mình vừa tặng cho bà con hai cái đầu đang ngủ ha. Đó. Con này hút sâu 32 thấy gì nè. Đó. Năm gì ôi tùm lum hết trơn số tem mạc của nó nè. Đặc biệt con này là hút bùn được nha bà con, hút bùn được, tưới gãy tưới nước được luôn và chữa cháy được luôn ha. Đó, bà con cần sử dụng. Chụp cò. Quá trời chụp cò nó mới bà con, bóng dạng luôn ha, không có một cái vết tàn luôn ha. Bô lửa thì đem quyền lưới còn luôn nè. Đó, vàng da cũng còn đẹp ha, bình xăng là Kenhin Modern da băng Nhật luôn. Dây xăng zin luôn ha. Đó, con máy này quá quý vậy, cực kỳ quý ha. Mitsubishi GM181. Đó, đây, đầu máy này bà con á là mua về sử dụng thời gian tháo bùn ra lấy cái đầu máy xài bất cứ công chuyện gì được hết trơn ha. Đó, quá whip quá đẹp 181 mà bóng giòn gì nè bà con, nước sinh zin luôn ha. Đó, zin hết luôn, giật zin hết, dùng zin toàn tập. Quá trời con 181 à. Coi cách nổ cho bà con coi cái cay. Thử coi nó làm sao. Biệt là không có miếng khói ha, garanti thì điểm vòng rồi. Đó, test nổ là cho bà con tham khảo các ạ. Máy không xào, không hú, không kêu, giật ngồi giật chứ không cần đứng giật chứ nghe bà con, ngồi giật luôn, đúng là 181 hàng chất lượng cao rồi bà con. Đó, nguyên khung bơm, nguyên đồ bán cho bà con luôn. Đó, bà con sử dụng dòng máy lớn như con này ha, thì quá VIP luôn. Con này là con C5 nè. Thì con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 5.500.000. Đó, 5.500.000 cho bà con. Đó, cái đầu 181 này không thì bây giờ nói chung ra là bà con mua rẻ nhất nếu mà zin như gì thì cũng phải từ 5 triệu mấy. Nó cũng 5.500.000 vậy. Chứ không có rẻ đâu bà con, 181 một con thẳng bây giờ khoảng nếu mà rẻ cũng 4.800.000. Mà 4.800.000, 5.000.000 một con. Nó thì bây giờ mình bán nguyên bộ khung bơm nguyên hết trơn máy luôn mà 5.500.000 thì bà con thấy quá rẻ. Nó quá rẻ luôn nha bà con, nó cực kỳ rẻ ha, 181. Thì bữa nay máy nổ chiếc bãi Thanh Bình đó là thu ship lên cho bà con mình được á là chỉ có 2 4 5 cái máy ha. Nó 5 cái máy, máy này báo xăng zin luôn nha bà con, báo xăng còn báo được luôn rồi ha. Nó đặc biệt thì mấy con máy máy lớn lớn không ạ. À. Máy mà bà con coi á thì bà con nhớ dùm cho máy nổ chiếc bãi Thanh Bình là cái mã số ha. Đó, cái mã số ví dụ như C1, C2, C3, C4 một chút máy để khỏi lầm khi bà con nhận máy ha. Đó, bà con có like hay thì cho mình xin một like và mình đăng ký kênh nha bà con. Đó, rồi máy nổ chiếc bãi Thanh Bình xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong cái live sau nha bà con.